Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ôi vui quá, xa là vui. Trời ơi mấy bạn ơi, hôm nay Phong vui quá mấy bạn ơi. Mấy bạn biết tại sao Phong lại vui đến như vậy không? Trời không nói sao bạn biết đúng không? Mấy bạn thấy trên tay Phong đang cầm cái gì không? Đây chính là kim cương đó mấy bạn ơi. Kim cương đó. Thì như bạn nào mà xem video của mình nhiều thì chắc bạn cũng biết rằng là từ trước đến giờ á, tiền YouTube của Phong á, sau khi mà Phong làm YouTube xong, mỗi tháng lãnh lương Phong đều phải nộp tiền lãnh lương của Phong cho Sammy. Sammy là người giữ hết tiền lương của Phong, cho nên là Phong rất là thích ăn KFC nè, rất là thích mua đồ chơi nè, nhưng mà không có tiền các bạn ạ. Bởi vì sao? Bởi vì cái bà chằn Sammy giữ hết tiền của mình đó bạn ơi, cực kỳ bực bội luôn á. Bây giờ Phong đã nghĩ ra là 3 viên kim cương mọi người ạ. Đấy, 3 viên kim cương nha, mình giấu Sammy không cho Sammy biết. Bây giờ mình sẽ đem kim cương này đi mua KFC để ăn nha bạn. Trời ơi thèm quá trời thèm luôn. Ủa, Sammy làm gì ngoài kia vậy? Phong cận TV đẹp trai hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đâu rồi? Thế tôi nói nè, tới đây đi nào. Gì vậy ta? Ủa có chuyện gì vậy ta? Sao tự nhiên hôm nay Sammy lại khen mình đẹp trai nhờ? Bình thường bà cứ kêu mình là Phong cận mập như heo mà hôm nay chuyện khen mình đẹp trai. Có phải là Sammy đã nhận ra được vẻ đẹp trai của tôi đúng không? Đúng rồi, trời ơi, tôi thấy ông đẹp trai đó giờ chứ giờ tôi cho anh thôi. Cho anh thôi nè, tôi nói nghe nè. Quên mất các bạn ơi, phải giấu kim cương vô không cho Sammy biết là mình đang giữ kim cương. Ok, giấu vô. Gì vậy Sam? Này nói nghe nè, thấy hôm nay á là thấy ông gọi là gì ta hốc hác quá à. Đó nên tôi quyết định là tặng nhau một món quà lấy lại giúp ơn ông lấy lại tinh thần. Trời ơi tặng quà, quà gì đâu, quà đâu? Đây, trời ơi, cái gì muốn kiếm quà sâu kia vậy? Đây, quà đây nè Phong, ông chỉ cần gặt cái cần gạt thôi là quà sẽ tự bay lên được cái đó. Quên lộn, quà sẽ từ trên trời rớt xuống để ông hứng cái tay vô là ông lấy được luôn á Phong. Trời ơi, cái gì đâu mà quà từ trên trời rơi xuống hả? Nghe hấp dẫn quá vậy, chỉ cần gạt này được phải không? Trời ơi, quà này tôi thuê người ta đem trực thăng thả xuống luôn á, chứ không đưa ông tận tay vậy. Đã vậy, ok, đâu thử coi. Hey, rồi, đâu quà đâu? Rồi, bà kia. Ây da, trời ơi, cái gì vậy Sammy? Đau muốn chết luôn á. Cái gì đây? Này thì dám giấu kim cương à, thấy chưa? Đánh một cái có đâu, có đâu. Tôi quánh, trời ơi, trời. Nè, trả nè. Bà bảo rồi, lần nào mà có tiền rồi đưa tôi giữ, tôi mua đồ ăn cho. Cứ giữ tiền trên net là sao giờ, đi ăn cắp xe hay trên net đây? Tính ra là tiền lương của tôi là mỗi tháng tôi làm tôi đưa cho bà hết trơn rồi. Có mấy viên kim cương bà cũng lấy với tôi nữa. Trời ơi, trời, người ta giữ giúp cho, người ta mua đồ ăn giúp cho ông chịu. Mệt ghê luôn à, khổ ghê. Bà giữ không có bao giờ bà trả cho tôi đâu. Ủa mà cái gì đây trời? Bà làm cái món quà cái gì mà nguyên cái đe từ trên trời rơi xuống đập vô đầu tôi vậy? Trời, đây là món quà tình yêu từ trên trời rớt xuống dành cho ông chứ sao? Trời ơi, gì nữa? Cái đồ đáng ghét. Tôi nói cho bà biết nha, bà là lấy kim cương của tôi rồi, tiền lương của tôi bà lấy hết rồi, tôi đã không nói rồi, bây giờ còn dám chôn tôi nữa. Bộ bà không biết rằng tôi là thánh chôn trong làng Hero Team hả? Bà mà gây gọi là thù chuốc oán với tôi là chắc chắn là một ngày bà phải chịu quả táo, quả báo. Trời ơi, ông nói chuyện nghe mắc cười của Phong ơi. Trời, ông chọc lét tôi còn mắc cười đó Phong ơi. Nói gì? Ông là người chôn giỏi nhất trong Hero Team mà. Trời xin lỗi ông nha, ông chôn ơi, người con nít còn không biết huống hồ gì. Trời ơi, mấy cái trò chôn ông xưa là xưa cũ vậy, sợ xưa là Diễm ơi. Vậy hả? Em? Vậy luôn hả? Hay vậy luôn hả? Dạ, được rồi. Bà nhớ câu này á nha, đừng lần sau mà tôi mà chôn lại đừng có khóc á nha. Trời, đây Sammy Đào khẳng định chăm Sammy hơi bị bro. Phong cận nút thì không? Phong cận luôn gà Sammy bro nhá. Được. Bà nhớ đó, bà nhớ mặt tôi đó. Đồ, trời ơi. Trời ơi, tức quá các bạn ơi, bà Sammy. Mình có 3 viên kim cương mà bà cũng quyết tâm bà lấy lại cho bằng được nữa. Thôi được, nếu như Sammy được quyết định gây thù trước oán, muốn gọi là thách đấu, gọi là những cái người nào cho anh giỏi nhất trong làng này chung với mình thì được. Xem sức mạnh của Phong cận đây. Mấy bạn hãy cùng nhau xem mình sẽ làm cái gì tiếp theo nha. Trời ơi, tức quá mấy bạn ơi, tức ơi là tức luôn á. Thời luôn, tôi bực mình hết sức luôn á bạn. Ông bà của chúng ta thường hay nói rằng đừng bao giờ đụng đến lòng tự trọng của một người đàn ông. Đúng như vậy, bây giờ mình rất là tức luôn bạn ơi. Tiền lương của mình đó nha, Sammy đã lấy hết rồi, mà bây giờ ngay cả quỷ đen của mình Sammy cũng lấy luôn. Rồi mấy bạn fan ở trên kênh á cứ hay bảo mình là trời ơi, anh Phong sợ chị Sam, anh Phong bị chị Sam ăn hiếp thế này thế nọ. Thật sự là mình rất là bực, rất là tức luôn. Cho nên ngày hôm nay nhưng cơ hội Sammy mới vừa
cho mình và đã thách thức mình có thể cho ngược lại Sam. Chính vậy cho nên hôm nay mình sẽ tiếp tục gọi là xây nhà an toàn nha các bạn nha. Nhưng mà nhà an toàn của mình lần này không phải là chống lại quái vật, không phải chống lại yêu quái, mà nhà an toàn của mình hôm nay sẽ chống lại Sammy nha các bạn nha. Và tất nhiên rồi, mà nhà an toàn hôm nay của mình sẽ không phải là một ngôi nhà đâu, mà mình sẽ dùng hết tất cả những ngôi nhà ở trong làng Hero Team này, từ nhà Siro, nhà Kairon, nhà Simmy, nhà Kamui, dùng hết tất cả nhà mọi người để xây nhà an toàn cho mình luôn nha. Và mình đã xây xong rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ gọi là giới thiệu cho bạn từng cái nhà an toàn, từng cái bẫy của mình, và mình sẽ dùng nó để cho anh Sammy nha các bạn nha. Ok, thì cái nhà đầu tiên thì mình nghĩ rằng là mình sẽ giới thiệu cho bạn là nhà Siro đi. Ok, nhà Siro có một cái đặc điểm rất hay, chính là có cửa tự động các bạn ạ. Mình chỉ cần đứng ở đây nè, đó là cửa tự động mở ra đấy. Sau mình đi vô đây rồi mình đóng cửa lại, tít đó, cửa tự đóng lại nè các bạn ơi. Đấy, và nhà của Siro thì mình đã thiết kế cho nó một cái bẫy rất là hay luôn bạn ơi. Nhà Siro á có một cái đặc biệt ở đây là nó có một cái thang máy nha các bạn nha. Thì cái thang máy này khi mà chúng ta bấm nút á, chúng ta có thể đi xuống dưới được nha bạn. Đó, xuống dưới nè. Rồi ok, một tí nữa các bạn, mình sẽ gọi là tìm mọi cách để đưa Sammy xuống dưới đây. Thì Sammy sau khi xuống dưới đây nè các bạn, thì mình có chuẩn bị ở đây một cái camera để mình có thể quan sát Sammy ở bên dưới này. Và ở đây mình đã chuẩn bị một cái bẫy rất là hay luôn các bạn xem nè nha. Đây, đập ra nè, đó, các bạn thấy gì chưa? Ở dưới này mình có để một đống TNT luôn bạn ơi, rất là nhiều TNT luôn, cực kỳ nhiều luôn nha. Và mình sẽ dụ Sammy xuống đây, sau đó mình sẽ bấm nút một cái là Sammy sẽ nổ bùm. Đấy, thì Sammy tất nhiên rồi, Sammy sẽ bị TNT nổ và Sammy sẽ sợ mình luôn. Nhưng mà mình nghĩ rằng chắc là một cái bẫy chưa đủ đâu, mình còn xây nhiều lắm, tí nữa mình giới thiệu cho bạn xem. Thì ở đây nè, khi mình xuống dưới đây, làm cách nào mà mình có thể thoát ra ngoài được? Bởi vì nếu mình ở dưới đây luôn á thì Sammy sẽ gọi là bị nổ chung với mình luôn, thì mình cũng sẽ bị nổ, cho nên mình đã chuẩn bị ở đây. Mày thấy có gì không? Không thấy gì hết đúng không? Thật ra nó có một cái cửa bí mật ở đây nè bạn. Đấy, một cái cửa bí mật nha bạn nha. Đấy, và trong cái cửa bí mật này chúng ta sẽ có một căn hầm, chúng ta chui lên trên, và ở trên này chúng ta có một cái cửa bí mật nữa. Thì cái cửa bí mật này chính là một cái cửa làm bằng cỏ bạn ơi, che lại là không ai biết nó là một cái cửa luôn các bạn ấy. Và ở chỗ này mình có chuẩn bị một cái nút, mình chỉ cần gạt cái cần gạt một cái thôi là sẽ bùng một cái nổ banh luôn bạn ơi. Đấy, và Sammy sẽ bị dính cái bẫy này của mình. Và nếu như Sammy vẫn chưa biết sợ, vẫn tiếp tục gọi là đuổi đánh mình tiếp á, thì mình còn cái bẫy tiếp theo nha bạn. Đây, mình sẽ cho bạn xem. Cái bẫy tiếp theo thì mình nghĩ rằng sẽ là ở nhà của Sammy nha bạn nha. Đó, mình sẽ gọi là lấy độc trị độc á, mình sẽ dùng chính ngôi nhà của Sammy để cho anh Sammy luôn. Đấy, thì cái nhà Sammy thế này nè, khi mà Sammy đuổi theo mình á, mình sẽ chạy trên lầu à, và lên trên đây. Đấy, lúc này á thì Sammy tất nhiên rồi, Sammy sẽ tưởng rằng là Sammy đã bắt được mình rồi, và mình sẽ giả vờ mình xin lỗi Sam. Chủ ơi, Sam mới tha tôi, tha tôi. Sam sẽ rất là gọi là vui khi mà bắt được mình, bạn hiểu không? Nhưng mà không, bả đã dính bẫy của mình rồi. Ở đây mình có chuẩn bị một cần gạt nữa các bạn, mình chỉ cần gạt cái cần gạt một cái thôi là nó sẽ xuất hiện nguyên một cái bẫy lava ở bên dưới. Và cái bẫy lava này á rơi xuống dưới cái thành heo quay nướng nữa các bạn. Đấy, bạn thấy mình ghê không? Bạn thấy mình đỉnh không? Ở nhà Sammy mình còn xây được bẫy nữa đó. Ghê không? Ghê không? Rồi ok. Và nếu như Sammy dính hai cái bẫy của mình, mà Sammy vẫn còn muốn đánh mình, vẫn còn muốn đuổi theo mình đánh mình, thì chúng ta sẽ đến với cái bẫy tiếp theo nha các bạn nha. Cái bẫy tiếp theo là bẫy nào đây? Đây, mình sẽ cho bạn xem. Bẫy tiếp theo sẽ là bẫy nhà của Kamui. Bây giờ mình sẽ bay về nhà Kamui nha các bạn nha. Ok, thì nhà Kamui thì là một cái ngôi nhà làm bằng cây mọi người, nhìn rất là đẹp luôn. Và cái bẫy này á, ở đây mình cũng đã chuẩn bị một cái nút cần gạt. Đấy, thì mình chỉ cần gạt cái cần gạt một cái, thì ngay lập tức ngôi nhà của Kamui sẽ có một cái điều rất là đặc biệt xảy ra với ngôi nhà này. Và cái điều đặc biệt này một tí nữa mình sẽ nói cho bạn biết sau, tại vì nếu mà mình bật mí hết luôn thì không còn gì thú vị nữa đâu. Bạn muốn biết nhà Kamui sẽ có cái bẫy gì thì bạn hãy nhớ gọi là ngồi xem hết video này thì bạn sẽ biết được nha. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ tìm một cái gọi là chuyện gì đó để mình cho Sammy trước, để cho Sammy gọi là giận Sammy đuổi theo mình, thì lúc đó mình sẽ dẫn Sammy mấy ngôi nhà này để mình cho nha bạn nha. Ok, rồi Sammy à, bà dám gọi là đụng đến lòng tự trọng của tôi, bà dám lấy quỷ đen của tôi, lấy hết tiền lương của tôi, bây giờ tôi sẽ cho bà biết thế nào thánh cho nhất làng Hero Team Phong Cận. Trời ơi mấy bạn ơi, bạn nghe cái giọng cười của mình, bạn nghe ác không bạn, ác đập không? Bởi vì ngày hôm nay Phong sẽ trở thành người ác nhất ở trong làng Hero Team. Mấy bạn có thấy cái gì ở trên đầu của mình không? Đây chính là một cái bộ tóc giả mà mình mới vừa mượn Simmy các bạn. Bạn cũng biết là Simmy gọi là rất là weebu luôn, Simmy hay gọi là cosplay các bạn, cho nên mình mượn Simmy cái máy tóc giả nè, mình đội vô nè để mình gọi là cosplay thành người khác các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ biến hình cosplay cho các bạn xem nè nha. 1 2 3
Hey, chill. Đó, mấy bạn thấy không? Mình biến thành một em gái vô cùng dễ thương, đáng yêu luôn nè. Trời ơi, nhìn dễ thương các bạn. Dễ thương mặc dù có hơi mập mập một điểm xíu nhưng mà rất là đáng yêu luôn. Đấy, và ngày hôm nay mình có mượn Simmy gọi là cái quán trà sữa của Simmy nữa bạn. Hôm nay nha, mình sẽ giả dạng làm cái gì ta, nhân viên phục vụ ở đây để mình cho Sammy trước. Và sau đó Sammy tức giận, Sammy sẽ đuổi theo mình và mình sẽ bắt đầu sử dụng những cái bẫy của mình để mình gọi là cho Sam giống như cái bẫy hồi nãy mình giới thiệu cho các bạn rồi đó. Ok. Yeah. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau chọn thế nào mấy bạn ơi. Ok, rồi vô vô vô. 2000 years later. Ai, sao mà đợi lâu quá mà không thấy Sammy đến quán này ăn ta. Bình thường á bạn, là Sammy à buổi trưa chắc chắn là bà sẽ rất là nóng và bà sẽ đến đây để uống nước. Đây rồi. Ơi. Ủa, ai đây? Trời. Chào bạn. Ồ, khoan từ, quên mất. Mình đang đóng vai con gái, mình không thể nào mà nói giọng con trai được bạn ơi. Chào bạn nha. Mình là phục vụ mới được chị mèo Simmy thuê vào đây để bán quán á. Chào bạn, bạn muốn uống gì? Trời, Simmy thuê bạn hả? Đúng mà rồi đó. Nhìn như đô giật Mỹ vậy, chị bán cà phê quán cà phê cu te mà sao thuê như đô giật Mỹ vậy? Ôi trời ơi. Chị này không biết gì hết trơn á. Để em nói chị nghe nè. Tính ra là chị Sim thuê em vào đây để bán nước á, thì gọi là phải khinh nước khinh đồ nè, cho nên là cơ bắp cuồn cuộn chuột nó to vậy thôi á, chứ em tùy mỹ đến nè, người ta là con gái mà. Trời, con gái thật không? Sao nhìn đợt tóc thì cắt đồ linh mà sao bên hai chùm vậy, dữ vậy? Trời ơi, chơi gì mà chơi mình cứ sọp với vậy em. Trời ơi, hơi mệt quá. Giờ chị uống gì chị nói đi, em làm chị nè, chị nói nhiều quá. Mệt, người ta muốn tâm sự mà nó nói người ta nhiều chuyện thôi. Được rồi, thôi cho chị ly xin tố bơ được không? Đó. Xin tố bơ hả? À, trời ơi chị ơi, chết rồi, quán em hết xin tố bơ rồi. Quán em này có cái món có tên là người ta trà sữa bánh rán Doraemon ngon lắm, chị ăn không? Ủa cái gì? Trà sữa bánh rán Doraemon? Ủa cái món gì mà sao chị chưa biết đời vậy cơ? Gì cái đó? Trời chưa? Món mới, cái món này được làm từ bánh rán với sữa tươi ngon lắm, chị ăn nha, em làm chị nha. Rồi, cho chị ly nha cưng. Dạ. Ok nè, bây giờ em lấy hai cái bánh rán nè, em bỏ hai cái bánh rán vô đây nè. Đó, sau đó em sẽ lấy sữa, em bỏ vô, rồi sau đó em xay lên. Đó. Để coi. Xay lên. Được chưa? Ghê chưa, chị thấy không, nó xay tròn tròn cả, thấy không? Nè, quá là ngon luôn. Đấy, ok, xong. Nó văng cái ly ra ngoài nè. Ok, em bỏ cái ly vào trong đây. Đây, chị để em xíu nha. Múc ly nè. Đây, đây, mời chị. Quên mất các bạn ơi. Mình không thể nào đem cái ly bình thường ra được. À, chị để em xíu nha. Ok, để cái ly đây tạm thời đây đi. Đâu rồi ta? À đây, cái gói thuốc sổ hồi nãy mình bỏ vô. Ok. Bỏ gói thuốc sổ vô nè. Chị ơi, nước của chị nè. Ôi trời ơi, uống cái nước này sao nhìn lại em? Nước dạ. Người ta là những kiểu nước màu xanh, màu đỏ hay màu gì thế? Nước này màu giống màu sơn vậy, thế ghê vậy. Trời, nước này ngon không chị uống thử đi, bảo đảm chị là chị thích luôn á. Rồi, chị uống thử nha cưng. Rồi, trời ơi. Ngon không chị? Trời ơi, nó có vị bánh rán nè, có vị sữa nè, có vị chân châu nè. Dạ. Ủa sao có hạt chân châu nào gì kỳ vậy? Trời. Ờ, chị yên tâm đi, hồi nãy em không có bỏ chân châu vô trong, nhưng mà em có bỏ thuốc sổ vô á. Ủa, sao em, chị nói nước ngọt, chị nói nước chứ đâu uống thuốc sổ đâu, là sao em? Là có nghĩa vậy nè chị, có nghĩa là em không phải là nhân viên mà em là phong cận nè chị. Phong cận cái gì? Tại sao phong cận? Ông đứng lại quay, đứng lại. Ôi ngu gì đứng lại, chị ơi, chị có sao không chị đau bụng quá chị. Trời ơi, đau bụng quá ông kia chờ tôi đó. Ôi, đau bụng quá đi toilet rồi trời. Anh cứu hỏa cho em mượn cái toilet nha anh. Ơi, đau quá. Trời ơi, bả đi vô trong cái trạm cứu hỏa của ta, bả đi nhờ toilet luôn bạn ơi. Rồi, một tí nữa Sammy mà gọi là đi toilet xong, Sam sẽ rất là tức giận và Sam sẽ đuổi theo mình, và mình sẽ sử dụng những cái bẫy của mình hồi nãy để cho Sammy nha bạn nha. Bạn hãy xem nhà an toàn của mình cho Sammy thế nào nha. Sam ơi, đuổi nè, vào ông đi Sam ơi. Nè, ông mà đứng lại, tôi giặt cái giò ông liền nha Phong, tôi xào sữa liền nè. Trời ơi, trời ơi, sợ quá. Sammy chân ngắn quá cho nên Sammy đuổi không được, sao không được đúng không? Trời ơi, chạy nè, đuổi theo đi. Ủa đâu ta? Cắt đuôi rồi bạn ơi. Đó bạn thấy không, Sammy lùng tịch là làm sao mà có thể chạy nhanh bằng Phong được. Ok, mình chúng ta cùng nhau đến cái bẫy đầu tiên nha các bạn nha. Tạm thời mình sẽ mượn nhà của Siro này đó. Cửa mở ra nè, rồi ok đi vô trong. Đóng cửa lại, cửa đóng lại nè, rồi. Ui,
Trời, thang máy cô vẫn còn mở hả? Chết, phải đóng thang máy lại, sau đó mình đi bằng thang máy mình xuống nha bạn nha. Ok, bấm thang máy nè, đó, leo lên. Rồi, nhảy vô, hey. Rồi, bấm thang máy xuống dưới nè. Tít, nè, cái bẫy đầu tiên của chúng ta nha bạn nha. Sammy ơi, tôi ở trong nhà Siro nè, có giỏi xuống đây đi. Ok rồi, bây giờ mình sẽ mở cửa bí mật của mình ra. Chui đây. Rồi ok, mình sẽ núp ở trong đây để đợi Sammy tới nha các bạn nha. Phong cận ơi, Phong cận, bây giờ ông ở đâu rồi hả? Đặt bây giờ vô nhà Siro trốn hen. Trời ơi, tôi mà biết ông dưới đất này trên trời, tôi bay lên trời kiếm ông ở dưới đất, tôi xuống dưới đất kiếm ông. Rồi rồi. À, cái thang máy đúng không? Ông xuống cái này đúng không? Tôi xuống với ông luôn, sợ gì? Trời ơi, tưởng gì? Phong cận, tôi xuống với ông đây. Ông đâu rồi? Hả? Ủa? Gì kỳ vậy? Rõ ràng là ổng có xuống đây mà ta sao không thấy gì ta? Gì kỳ vậy? Hình như mấy bạn ơi, mình mới vừa nghe được tiếng của Sammy thì phải. Ủa, chắc là bả vô trong cái bẫy của mình nè các bạn. Ok, đâu để mình xem, để coi. Check camera thử nha. Ui, đây rồi, thấy Sammy rồi các bạn ơi. Ủa, ông Phong cận trong này mà, sao bây giờ không thấy ta? Gì kỳ vậy? Ây, rồi ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ leo bằng căn hầm bí mật của chúng ta ra ngoài đây. Sau đó mở cửa, rồi chui ra ngoài đây. Đấy, bạn thấy không, không ai biết cái này là căn hầm bí mật cả. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm bước gì tiếp theo nào mọi người? Này, và cứ như cũ thôi, chúng ta chỉ cần gạt một cái thôi là sẽ bùm. Ok, Sammy à, kỳ này tôi sẽ cho bà biết thế nào là thánh cho anh Phong cận. Ok, gạt cần gạt nè. Rồi, check camera thử coi. Tôi nghe thấy tiếng nổ rồi nha bạn nha. Ui trời ơi, mấy bạn ơi, mấy bạn thấy gì không? Nó nổ bùm một cái, trời, lủng nguyên cái lỗ to đùng nhà Siro, Sammy rồi. Sammy kìa bạn ơi. Trời ơi, cái gì kỳ vậy? Tự nhiên đang đứng mà tự nhiên nổ banh chanh vậy. Và ông cận, trời ơi, tôi ông cận, ông làm banh chỗ này đúng không? Trời ơi, tôi chứ còn gì nữa. Đây chính là sự trừng trị cho cái kẻ dám xem thường Phong cận thánh cho này. Bây giờ tôi nói bà biết, bà có giỏi thì bắt tôi đi, bắt tôi đi, đuổi hết tôi đi. Trời ơi, kết quả tôi bắt được ông nha. Trời ơi, tôi quảnh cho ông 6 ngày 6 đêm không nhận ra Phong cận luôn. Trời ơi, chờ tôi leo đây. Leo đây, leo đây. Ok, chạy tiếp các bạn ơi, chạy tiếp. Nhà an toàn Siro đầu tiên đã thực hiện xong. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến nhà an toàn tiếp theo nha các bạn. Nhanh lên. Ok các bạn ơi, mình đã đến với ngôi nhà an toàn tiếp theo mà hồi nãy mình đã giới thiệu cho các bạn ở đây. Đó chính là nhà của Sammy nha các bạn nha. Ui, mình thấy Sammy kìa. Trời đất ơi, ông Phong cận ở đâu rồi? Này, thấy ông mà chạy ngang qua bà ta. Trời ơi, mình mới mất cái cây ở gọi là ở hàng rào. Bây giờ để đánh ông Phong cận mà. Trời ơi, ông trời ơi, cái cây bự dữ vậy trời. Thế cây quýnh tôi cái tôi chết queo luôn á các bạn. Đúng rồi, tôi trong này nè, có giỏi vậy bắt tôi đi, tôi đập, tôi đập kính nè, tôi phá nhà luôn à, tôi đi ông mở, tôi đi à, tôi đánh ông luôn. Ơi, lên đây. Rồi. Wait. Trời, Phong cận ơi, trời ơi, ông còn non và xanh lắm. Trốn ở nhà nè, ông trốn nhà tôi là có chuyện nha Phong cận ơi. Tôi tàn ông xin tặng cây gậy nè, ông tin không hả? Sam ơi, Sam tha tôi lần này đi, tôi biết lỗi rồi, tôi hết đường chạy rồi, tha tôi lần này đi. Thấy chưa, cái mặt thấy chưa, bị đạt người cho anh bà rồ nhất. Bây giờ ông lo mày xin lỗi tôi đi rồi đưa tôi kim cương. May ra tôi còn chấp nhận được, còn không tôi sẽ quánh ông 7 ngày 7 đêm. Vậy hả? Vậy thì Sam à, bà nghĩ rằng là tôi dễ dàng để cho bà bắt tôi như vậy sao? Tôi vô nhà bà là có mục đích hết. Hãy xem đây. Tít. Vậy ông làm gì tôi? Tít. Trời ơi trời. Sammy à, đây chính là hố lava đó. Ủa rồi, đã mất tiêu rồi. Trời ơi, bốc hơi luôn bạn ơi. Bốc hơi luôn. Rồi ok bạn ơi. Cái đồ quá đáng. Cái bẫy thứ hai đã thành công. Ui, Sammy đang chạy qua đây. Ok. Ơi, Sam ơi, đuổi theo tôi đi, tôi nè, sợ chưa. Ui, mà ông ảnh đâu, trời ơi, cho đồ ngoại tấn gần chết à, đứng đây quánh cái con. Đuổi theo đi. Chạy nhanh lên bạn ơi, chạy nhanh lên. Trời ơi, Sammy đuổi mình từ nãy giờ vẫn chưa chịu tha cho mình luôn bạn ơi. Được rồi, vậy bây giờ hãy đến với bẫy tiếp theo của tôi nè. Ok. Ông kia đừng lại, trời ơi, ông chạy dai dữ vậy, tôi chạy dai, ông còn chạy dai dữ hơn tôi quánh cho cả, tôi hết giận liền à. Ngu vậy trời ơi, bà quýnh một cái mà bà quýnh bằng cái cây gậy to đùng như vậy, đập vô đầu tôi cái hơi tôi chết queo luôn chứ quýnh gì nữa. Trời ơi, có gì đâu, cái gậy leo nhà ca mui nè, leo nhà ca mui nè. Leo hả? Ui, rớt chết rồi. Ơi, có giỏi thì đuổi theo tôi đi Sam ơi. Ui, chỗ nào leo tiếp? Ủa, chỗ leo tiếp chỗ nào quýnh ơi. Này, Sam ơi,
Anh Phong lần này Sam ơi. Trời ơi, ui. Trời ơi, Uổng Phong rồi. Tôi nè. Tôi nè. À, mày đặt bây giờ con nhảy xuống đây dạ, tôi mà nhảy xuống đây á là tôi quánh ông ngừng chết luôn, không tin không? Hả? Vậy hả? Sam ơi, tôi nói Sam nghe nè. Sam leo nhà của Camui là Sam đã mắc bẫy của Phong rồi. Thật ra Phong có một món quà nữa muốn dành tặng cho Sam đó Sam à. Trời ơi, xin lỗi ông, bây giờ cái bẫy gì tôi cũng trốn hết trơn. Tại dưới này là kỳ gì ông, tôi dễ trốn. Bây giờ ông spam ra cái gì tôi cũng trốn hết trơn. Đừng có dụ tôi, sổ. Vậy hả, vậy hả? Tất nhiên rồi, cái nhà của Camui là ở trên cây, cho nên là đâu có thể nào để quái vật tấn công Sam được. Tại nó cao quá mà. Chính vậy cho nên tôi có cái món quà dành tặng cho Sam nè. Đây, chỗ này tôi có chuẩn bị một cái cần gạt đó nè. Thì sáng nay Sam cho tôi bằng cần gạt nhiều lắm đúng không? Bây giờ hãy xem đây. Bây giờ tôi để xem coi ai sẽ chém tôi hả? Yêu quái phương nào chém tôi hả? Làm gì có yêu quái phương nào, Sam ơi, nhìn lên trên trời kìa. Ủa gì? Ai ơi, chúc mừng Sam. Cái nhà của Camui đã bị chìm trong lava luôn rồi. Hãy coi Sam thoát bằng cách nào hả Sam ơi. Tôi muốn xuống. Ôi trời ơi các bạn ơi, đấy. Mấy bạn thấy không? Đây chính là kết cục cho những kẻ dám gọi là John Phong Cận, thánh John của làng Hero Team. Bất cứ ai trong làng này muốn chống đối lại Phong đều phải chịu một cái kết cục là sẽ bị John phát khóc luôn bạn ơi. Đó, thấy không? Bây giờ Sammy bị mình John phát khóc luôn rồi. Ôi, cái nhà của Camui bị chìm trong lava luôn bạn ơi, ghê thiệt luôn á. Mất tiêu cái nhà luôn rồi. Ok bạn ơi, hay mấy bạn nào mà còn muốn mình làm thêm những cái bẫy hay hơn nữa để John thành viên của Hero Team thì nhớ comment xuống cho mình biết nha. Nhưng mà mình nghĩ rằng là chắc là sau cái lần này Sammy sẽ không còn dám chon mình nữa đâu. Nhưng mà biết đâu sau lần này bả còn chon mình nhiều hơn, bả còn phá mình nhiều hơn nữa là sao ta? Ồ không sao, như vậy thì mình sẽ chon ngược lại bả tiếp. Trời ơi có gì đâu. Đúng là người ta cặp đôi quậy nhất làng Hero Team các bạn ơi. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng với tất cả thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Tạm biệt. Trời ơi, mình quá là đỉnh cao, xây nhiều bẫy hay quá. Hero Team, Hero Team.